Chào anh chị, thì ở một cái đợt trước thì em cũng đã ghé cái ngôi chùa Vạn Phước Hải Triều Âm, được tọa lạc ở khu vực ở Củ Chi. Thì sau khi em tìm hiểu thì em cũng biết được các sư thầy ở đây cũng có trồng lan. Thì quyết định ngày hôm nay thì em đến đây em sẽ hồi phục cũng như em trang trí lại cái khu vực trồng lan của ngôi chùa này. Đây là khu vực chăm chính của chùa. Thì hôm nay em lên em sẽ cải thiện về cái vấn đề nằm ở trên đây. Cái việc thứ nhất ở trên đây á là cái việc thoáng hầu như là nó bị bí là lý do, là tí xíu nữa em sẽ giải thích và em nói về từng chi tiết một. Thôi bây giờ không để mất thời gian của anh chị nữa thì em mời mấy anh chị cùng theo em. Thì ngày hôm nay em đến thì em cũng có mang một ít đồ xuống để mình chuẩn bị cho cái việc cải tạo lại cái vườn lan. Thì như mấy anh chị thấy, chậu nè, gió thông nè, một bộ phân bón combo 8 nè, Saitama nè, lưới nè, móc có luôn nè, với lại một ít bụi lan kiếm. Mấy anh chị thấy ở đây một ít bụi lan kiếm. Cái bụi lan ở đây thì thầy cũng mua từ trước rồi. Đợt trước em có lên thì em cũng ngồi em cắt tỉa lại và em treo. Em mời mấy anh chị cùng theo chân em mình bắt tay vào mình làm những cái công việc đầu tiên. Rồi, em mời mọi người. Cái bước đầu tiên thì em quyết định là em thay lại cái dàn lưới này. Thì mọi người mình thấy các thầy ở đây mình lập lưới, thứ nhất là thầy lập bằng hai lớp. Cái thứ hai nữa là cái lớp lưới này là lớp lưới xanh. Thì lưới xanh nó sẽ làm cho cây quang hợp nó không tốt. Thì cho nên em có đem lên một cái bộ lưới mới, màu đen này, mà em lập một lớp thôi. Bắt tay vào làm thôi mọi người. Làm chưa? Rất may là ngày hôm nay em có một binh đoàn lên hỗ trợ, cho nên là chắc là nó cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Làm gì hết mà phá gì vậy? Nên đây mát lắm. Ok. Bây giờ bắt đầu mình lợp cái lưới mới lên, cho mượn hai cái tay cái đi, lại ôm hai cái lưới. Cái gì vậy bà nội? Kéo căng ra cu. Hơn. Đâu cần dài đâu. Cái gì vậy? Chưa được sự đồng ý của thầy mà các con đã tự ý, các con cắt hết lan của mấy thầy. Thầy ơi, không phải lỗi của con. Xong họ lại quay thì em cũng đã coi như là hoàn thành, gần hoàn tất cái dàn lưới rồi. Mọi người mình xem thử cái dàn lưới mới được bắt trở lại nó khác với là dàn lưới lúc ban đầu như thế nào. Dạ ba. Cảm ơn nước rót. Cảm ơn nha. Sau hồi lay quay thì em cũng đã sắp lại được hết. Nói chung không phải là hết, mà là mấy anh em ở đây cũng đã làm được. Tạm thời mình sẽ làm hai hàng, được hai hàng như thế này. Mọi người mình tới mình xem trong đây thì là cách la da nè. Cách la da ở trên đây là hồ đẹp, một hàng trên là hồ đẹp, dưới đây là bắt đầu từ cách la da. Ở đây cũng cách la da và đát. Mà đá đang bông, có nhiều cây nó đang lên nụ cũng đang bông rất là đẹp. Mình không thay chậu được, tại vì nếu mà thay chậu thì mình sẽ chăm sóc là nước là cực. Nếu như mà các thầy ở đây mà không rảnh thì là cũng khó. Cho nên là cây nó cũng đang phát triển tương đối là ổn định rồi. Chỉ ngoại trừ là có một số cây nó đang bị nấm nhện này kia. Thì mình sẽ hướng dẫn lại với thầy cách mình phun trị như thế nào thôi. Trước khi kết thúc cái phần này thì em mời mọi người cùng lại với tụi em là mình bắt đầu
mình dọn dẹp lại khu vực này, sau đó mình sẽ đi xuống dưới. Ở cái phần kế tiếp thì em sẽ làm cái gì thì em sẽ chia sẻ với lại mọi người sau. Còn lại hẹn anh chị ở cái phần kế tiếp. Những anh chị nào đã và đang theo dõi thì cứ tiếp tục theo dõi, còn những anh chị nào mà vẫn chưa theo dõi nhớ mình đăng ký kênh, follow em nha, và đón xem ở cái tập kế tiếp.